bước mới. Thế giới sẽ trở nên gần hơn với bạn. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2004, gọi điện thoại quốc tế bằng dịch vụ 177 giảm 20%. Chưa hết, gọi điện thoại Internet quốc tế bằng dịch vụ S-Netphone giảm 50%. Sẵn sàng cho mọi nhu cầu liên lạc của bạn. SPT, kết nối hôm nay với tương lai. Nếu bạn biết gầu chính là nguyên nhân gây gãy và rụng tóc, thì hẳn nhiên bạn sẽ cẩn thận hơn trong việc chọn dầu gội. Trung tâm nghiên cứu Sharon Woods của chúng tôi tại Mỹ đã phát hiện rằng dầu gội Head & Shoulders trị gầu hiệu quả hơn, có khả năng loại trừ gầu hoàn toàn. Head & Shoulders đã được kiểm nghiệm và chứng nhận loại trừ gầu rất hiệu quả cho tóc khỏe và sạch gầu. Sử dụng Head & Shoulders, dầu gội trị gầu với doanh số bán số 1 thế giới. Đoán xem, ngôi sao Hàn Quốc nào sẽ đến với chúng ta? Ôi là la, ấn tượng thời trang. Êm ái an toàn với hai cục nhúng cho bánh sau. Đó chính là xe Dehan mới. Xe máy chính hiệu Hàn Quốc Dehan. Nước tăng lực Sting với tác động của nhân sâm, Sting cảm nhận sức mạnh từ nhân sâm. Bệnh đại tràng luôn làm cho bạn khổ sở khó chịu. Tiềm Long được bào chế từ thảo dược có tác dụng chữa đau bụng, đầy hơi, viêm lát hành tá tràng, tiêu chảy, tiết lị, mệt mỏi cơ thể do tiêu hóa kém. Tiềm Long chủ trị bệnh đại tràng. Tiềm Long, sản phẩm của công ty Đông Nam Dược Bảo Long. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ôi không, tóc mình lại rụng nữa rồi. Giờ đây bạn có thể hy vọng với Pantene mới. Pantene dầu gội dưỡng chất ngâm rụng tóc với thành phần dưỡng chất Pro Vitamin nuôi dưỡng chân tóc, giúp mái tóc phát triển khỏe mạnh. Pantene giảm lượng tóc rụng đến 50% trong 2 tháng. Thật tuyệt, chẳng cần khăn buộc tóc nữa. Tóc mình trông dày hơn và óng ả như xưa. Pantene mới, dầu gội dưỡng chất ngâm rụng tóc. Nếu được chọn lựa, bạn sẽ chọn làm gì hôm nay? Cô gái Hà Lan sẵn sàng một sức sống. Chỉ có thể là xe máy xù phạm. Bạn mơ ước gặp Disney, đổi 4 nắp chai Pepsi lấy phiếu tham dự bốc thăm trúng vé live show của Disney và nhiều giải thưởng Pepsi âm nhạc khác. Hãy uống Pepsi ngay. S-Phone, nghe là thấy.